có phải em hết yêu anh rồi? Em hãy nói đi người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước, nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Phải em hết yêu anh rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước, nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lần. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng ra không ai.